Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chiến dịch Điện Biên Phủ, một trong những trận chiến của chiến tranh Đông Dương, tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông và giới nghiên cứu trên thế giới. Cộng đồng phát động nói không với rượu bia khi lái xe sau nhiều những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng của lái xe khi sử dụng bia rượu. Cùng đến với miền Tây, vùng đất có rất nhiều nông dân sẵn lòng dành hết đất đai của mình để làm chỗ cho chim trời trú ngụ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về với cõi Vĩnh Hằng, để lại niềm tiếc thương về một vị tướng tài ba đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Còn đối với người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tình cảm, sự trân quý dành cho Đại tướng Lê Đức Anh luôn in đậm trong tâm khảm, bởi tấm lòng mà Đại tướng dành cho quê hương lúc nào cũng sâu đậm, chân tình. Những chiếc cầu bắc qua phá Tam Giang, dự án nâng cấp sân bay Phú Bài, xây dựng thành phố Huế lên đô thị loại 1. Đặc biệt, công trình thủy lợi Tà Trạch, công trình hồ chứa thủy lợi ứng phó với lũ lụt lớn nhất khu vực Đông Nam Á đều mang đậm dấu ấn của Đại tướng Lê Đức Anh. Được gặp gỡ, trao đổi nhiều lần, ông Nguyễn Xuân Lý luôn nhớ đến ân tình mà Đại tướng dành cho quê hương. Mặc dù là thời kỳ đó bác cũng đã nghỉ hưu, sức khỏe có xuống, nhưng mà tâm huyết của bác đối với tỉnh, đối với quê nhà là rất ghi gớm. Có thể nói cả cái công trình lớn, công trình trọng điểm của tỉnh là đều có cái dấu ấn sâu đậm của bác. Mỗi lần về thăm quê, Đại tướng luôn đau đáu để làm sao cuộc sống của người dân ngày càng đổi thay, nhất là việc chú trọng xây dựng các công trình trọng điểm gắn liền với đời sống dân sinh. Có những lần bác về, bác đã ghé đình làng để cùng với cô bác làng tâm sự. Hôm nay bác ra đi, bà con và cô bác nhân dân của làng Mạng Vùng vô cùng thương tiếc. Đó là những công trình liên quan đến dân sinh, liên quan đến thủy lợi, liên quan đến giao thông. Và những công trình này khẳng định đến nay vẫn phát huy hiệu quả. Tiếp bước những sự ân cần chỉ bảo của bác Lê Đức Anh, thì hiện nay Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng bền vững. Những đổi thay trên quê hương Thừa Thiên Huế như là niềm tri ân đến Đại tướng Lê Đức Anh, người đã dành tình cảm sâu đậm đối với quê hương, đất nước trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của mình. Cũng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã tổ chức lễ quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ngày mùng 3 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung Campuchia Công Samon thay mặt Quốc vương Campuchia đã đến viếng và trao thư chia buồn của Quốc vương Norodom Sihamoni về sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh. Đoàn Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Samdek Heng Samrin dẫn đầu đã đến viếng và xúc động viết trong sổ tang. Đại tướng Lê Đức Anh là người bạn gần gũi, thân thiết của Campuchia, đã góp phần to lớn giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp đỡ khôi phục, xây dựng và hồi sinh phát triển đất nước Campuchia. Thượng viện, chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan đoàn thể Campuchia và đại diện đại sứ quán các nước tại Phnom Penh cũng đã đến viếng và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với dân tộc Việt Nam. Ngày 3 tháng 5, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn, đã điểm lại những công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Lê Đức Anh, một nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hàng chục đoàn đại diện phái đoàn các nước, các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, bạn bè quốc tế và bà con kiều bào đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Cũng trong ngày 3 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại với tầm nhìn chiến lược, trong đó có những quyết định then chốt trong việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ.
đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Washington DC đã đến viếng và ký sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Washington DC cũng đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Thưa quý vị, Điện Biên Phủ, một trong những trận chiến của chiến tranh Đông Dương, tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông, giới nghiên cứu trên thế giới. Tại hội thảo quốc tế 65 năm chiến dịch Điện Biên Phủ do các trường đại học của Việt Nam và Pháp tổ chức vừa kết thúc vào chiều ngày 3 tháng 5 tại Hà Nội. Tại hội thảo, các học giả đã một lần nữa nhắc đến tầm vóc của chiến thắng này. Giữa Pháp và Việt Nam, thay vì tiếp cận khía cạnh về quân sự và chính trị, thì điểm nhấn tại hội thảo quốc tế lần này là những nghiên cứu đa chiều hơn. Trong đó có phân tích về mối quan hệ giữa quyền lực chính trị và sức mạnh quân sự trong và sau cuộc chiến, cũng như nghiên cứu về tác động xã hội, văn hóa sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Điểm mới trong cái hội thảo này là muốn đánh giá lại cái sự kiện này trong một cái mối quan hệ gọi là ở cái thời điểm mà khi đó thì cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra, cái sự đối đầu về ý thức hệ vẫn còn. Thế và nhấn mạnh tới cái gọi là quyền tự quyết của các dân tộc. Các dân tộc bị áp bức, bị đô hộ, bị bóc lột, thì họ tự quyết định cái gọi là vận mệnh của mình. Sau khi Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ, thì đã có một cuộc nổi dậy để đòi lại độc lập của Algeria. Và cố tổng thống của chúng tôi, trong cuốn sách về một đêm dài ách thống trị, đã viết rằng Điện Biên Phủ không chỉ là một chiến thắng về quân sự, mà nó còn là biểu tượng chiến thắng đối với những dân tộc bị áp bức. Đó là sự khẳng định của những người dân châu Á, cũng như là dân châu Phi về quyền của con người. Sau 65 năm, từ một chiến trường đẫm máu, ngày nay Điện Biên Phủ đã trở thành điểm hẹn của hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc. Có những người lính Pháp, họ đã chịu đựng rất nhiều sự dằn vặt liên quan tới cuộc chiến này. Họ không bao giờ cảm thấy thoải mái cả. Có những người họ nói rằng, đã đến lúc chúng ta phải rời khỏi Đông Dương. Nước Pháp không còn gì để làm ở đây cả. Trong tham luận của mình, tôi chỉ ra cho mọi người thấy là mọi thứ đang dần dần thay đổi. Việt Nam và Pháp có một lịch sử chung. Đó là một quá khứ đau thương, giống như là ngài Thủ tướng Pháp đã nói tới khi ông ấy tới đây vào cuối năm 2018. Nhưng trên cái quá khứ đó, thì chúng ta phải xây dựng mối quan hệ hợp tác. Với người Pháp, Điện Biên Phủ, một trong những chương cuối của cuộc chiến ở Đông Dương kéo dài 8 năm. Song chính từ quá khứ đau thương này, với nỗ lực hòa giải của từ hai phía, Điện Biên Phủ trở thành một ký ức, một hoài niệm và một bài học kinh nghiệm để nước Pháp không mắc lại những sai lầm mà họ đã gặp phải trong thế kỷ thứ 20. Cùng với đó, triển lãm Điện Biên năm ấy hiện đang mở cửa đón khách tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của dân tộc Việt Nam. Gần 40 tác phẩm hội họa của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam sáng tác trong và sau thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ. Không ít trong số đó là những họa sĩ, chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh ngay trong những ngày chiến kháng chiến. Và đằng sau những tác phẩm này là những bài học lịch sử vô giá, sống động cho thế hệ sau. Đèo Lũng Lô, một trong 6 bức ký họa của danh họa Tô Ngọc Vân được giới thiệu trong triển lãm lần này. Ký họa mô tả cảnh chiến sĩ và dân công hỏa tuyến mừng vui phấn khởi trở về sau ngày chiến thắng, được xem là tác phẩm cuối cùng của một trong những họa sĩ vĩ đại nhất nền mỹ thuật Việt Nam, được hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 1954, hai ngày trước khi ông hy sinh ngay dưới chân con đèo lịch sử. Khi đi chiến trường thì là một Tô Ngọc Vân khác. Và những ký họa, 6 ký họa bày ở đây thì cũng đã điều may mắn là bảo tàng mỹ thuật có được. Ông đã hy sinh quá sớm, nhưng mà chính sự hy sinh ấy nó lại càng làm cho cái tác phẩm của Tô Ngọc Vân càng trở nên được quý giá và đáng trân trọng. Rất nhiều ký ức về cuộc kháng chiến 9 năm đang sống lại ở đây. Không chỉ qua những tác phẩm khắc họa chiến thắng oanh liệt, những bước chân hành quân qua suối, hay những bàn tay trần kéo pháo qua đèo đã trở thành biểu tượng của Điện Biên lịch sử. Có một Điện Biên khác, không kém phần vĩ đại, được làm nên bởi chính những điều giản dị khiến cả thế giới chấn động, như chiếc xe đạp thồ được tái hiện qua tác phẩm điêu khắc cả nước ra trận này. Một cái phần rất quan trọng để chiến thắng không phải là súng đạn mà cái chính là cái tinh thần. Mà cái tinh thần của những cái người nông dân góp cho cái việc mà những người bộ đội ở đấy hiểu rằng là cái xương máu mình đổ ra thì
nó giá trị như thế nào. Tôi chắc là những người nước ngoài người ta có khi người ta cũng hiểu cái cảm phục được ở cái chỗ là cái tinh thần của cái người Việt Nam ở chỗ là đến khổ đến mức độ không còn cái gì khổ hơn nữa mà vẫn chiến thắng. 39 tác phẩm là 39, thậm chí nhiều hơn những câu chuyện được kể về Điện Biên, về những con người bình dị đã làm nên chiến thắng lẫy lừng 65 năm trước để nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của độc lập, tự do, hòa bình. Một số thông tin kinh tế. Trong quý 1 năm 2019, cổ phiếu ngân hàng là nhóm ngành có mức tăng khá rực rỡ với 14 trên 17 mã niêm yết tăng điểm. Đáng chú ý là EIB, VCB tăng 24-25%, MBB của ngân hàng quân đội cũng tăng hơn 16%. Trong một thị trường có đến cả nghìn mã chứng khoán, lý do gì để cổ phiếu ngân hàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn của nhà đầu tư? Xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Trao đổi với các nhà đầu tư tại đại hội cổ đông của một ngân hàng lớn, dù trong quý 1, cổ phiếu ngân hàng đã giúp họ có một mức sinh lời không nhỏ, nhưng chưa ai muốn chốt lời. Bởi theo các cổ đông, tại sao phải vội lấy con săn sắt khi về lâu về dài sẽ có hẳn con cá rô? Ngân hàng là một trong số những doanh nghiệp mà bền vững nhất trong nền kinh tế, nó là huyết mạch của nền kinh tế. Trong dài hạn thì tôi mong muốn mức sinh lời khoảng 20-30% một năm. Về các mảng phí dịch vụ cho vay mua nhà hay là công ty tài chính tiêu dùng, tất cả những cái đó là nó vẫn còn đang ở mức rất là thấp so với lại mặt bằng chung của các nước lân cận trên thế giới, cho nên là cái tiềm năng phát triển thì nó vẫn còn. Với kinh nghiệm đầu tư 20 năm vào Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, tôi có thể nói rằng khi bạn đầu tư vào nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, chọn đúng ngân hàng, bạn sẽ tạo ra rất nhiều tiền trong dài hạn, trong kịch bản tốt, 5 đến 10 năm nữa, quỹ của tôi sẽ thu lời 10 đến 15 lần. Tuy nhiên, theo giới phân tích, năm 2019, ngành ngân hàng sẽ có sự phân hóa về lợi nhuận và không phải nhà băng nào cũng có thể chọn mặt gửi vàng. Trong năm 2018, cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân của ngành ngân hàng có thể nói là đạt trên 13-30%. Sang năm 2019 không còn thuận lợi như thế, nhưng không có nghĩa là cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ bị sụt giảm mạnh, đặc biệt với một số ngân hàng như Vietcombank hay là ACB, MBB với những cái chiến lược phát triển khách hàng một cách đúng đắn và có cái cơ cấu doanh thu phù hợp. MB và các công ty thành viên sẽ có lợi nhuận xoay quanh mức từ 9.500 tỷ đến 10.000 tỷ trong năm nay. Như vậy là so với kế hoạch thì chúng tôi đang đi trước khoảng 1,5 đến 2 năm. Với tiêu chuẩn Basel II, chúng tôi đã nhận được cái chứng chỉ áp dụng về tiêu chuẩn này để giúp cho ngân hàng có thể phát triển an toàn và kiểm soát rủi ro cũng như là đảm bảo hiệu quả về vốn cho cổ đông. Theo các chuyên gia, những ngân hàng đang tiên phong áp dụng chuẩn Basel II cũng sẽ là những cái tên đáng chú ý, bởi kiểm soát chất lượng nợ tốt, lợi nhuận sẽ tiếp tục đi lên và giá cổ phiếu chắc chắn sẽ còn chinh phục những đỉnh cao mới. AirAsia đã chính thức mở đường bay thẳng Cần Thơ, Bangkok và ngược lại. Như vậy, Cần Thơ là thành phố thứ 5 tại Việt Nam có đường bay thẳng đến Thái Lan trong mạng lưới bay của AirAsia. Nhân dịp khai trương, AirAsia áp dụng giá vé khuyến mãi một chiều chỉ từ 730.000 đồng cho các chuyến bay từ nay cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng qua, mà nguyên nhân đều là do các lái xe đã uống rượu bia. Hành vi bất chấp luật pháp, coi thường tính mạng của chính mình và nhiều người khác. Trong đó, mới đây nhất, vụ tai nạn tại hầm Kim Liên, Hà Nội vào đêm ngày 1 tháng 5 vừa qua, một ô tô đã đâm vào một xe máy khiến hai phụ nữ đi xe máy thiệt mạng tại chỗ. Lái xe ô tô là Lê Trung Hiếu, có nồng độ cồn đo được ở mức rất cao, hơn 0,7mg trên 1 lít khí thở. Trước đó, vào đêm ngày 22 tháng 4 cũng tại Hà Nội, một ô tô khác đã gây tai nạn liên hoàn trên đường láng. Một nữ công nhân môi trường đã thiệt mạng tại chỗ. Nồng độ cồn của một lái xe là hơn 1 mg trên 1 lít khí thở. Trước đó nữa, vào giữa tháng 4 ở tỉnh Bình Định, ô tô đâm thẳng vào đám tang, 4 người đã thiệt mạng, 6 người khác bị thương nặng. Nồng độ cồn của lái xe cũng vượt quy định là 0,3 mg trên 1 lít khí thở.
Vâng, rất nhiều những vụ việc hết sức đau lòng do rượu bia, do ý thức kém của những lái xe đã gây hậu quả nghiêm trọng được chia sẻ nhiều trong thời gian vừa qua. Điển hình là vụ việc hai phụ nữ thiệt mạng trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên gần đây. Và sau những vụ tai nạn thương tâm như thế này thì cộng đồng đã kêu gọi mọi người nói không với rượu bia khi lái xe. Hàng chục nghìn thành viên của nhóm học sinh phổ thông trung học Hà Nội niên khóa năm 1991-1994, nhóm có hai người thiệt mạng trong vụ tai nạn ở hầm Kim Liên đã đồng loạt thay các logo, các banner trên Facebook. Những logo và banner này do nhóm tự thiết kế kêu gọi cộng đồng hãy dừng ngay việc lái xe khi đã sử dụng uống bia rượu. Và Bộ Giao thông Vận tải thì hiện cũng đang đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi uống rượu bia khi lái xe để siết chặt tính răn đe. Say xỉn lái xe là tội ác. Đã uống rượu bia không lái xe. Đã uống rượu bia không được lái xe. Anh Hiệp, chủ tịch của nhóm học sinh cấp 3 Hà Nội khóa 91-94 cho biết, sau đám tang của chị Yến và chị Quỳnh, mẫu logo kêu gọi ngừng uống rượu bia khi lái xe đã được đăng lên cho các thành viên sử dụng và được sự hưởng ứng của cả chục nghìn thành viên. Chúng ta hãy cảnh báo lên một cái hồi chuông là sẽ không uống rượu bia khi lái xe để làm sao chúng ta có được một cái môi trường sống cho chính chúng ta, cho chính những người chúng ta chính tư, cho Hà Nội và cho cả xã hội. Chị Thanh tuy cùng nhóm 91-94 và chưa từng gặp hai thành viên là nạn nhân trong vụ tai nạn, đã không chờ đến khi nhóm tự thiết kế các logo kêu gọi. Các thành viên như chị đã ngay lập tức gửi đi các thông điệp tương tự, đã lái xe thì không uống rượu bia. Nếu chính những người lái xe trong nhóm thực hiện đầu tiên cái việc là không uống rượu bia khi mà lái xe thì cũng đã là một sự thay đổi rất lớn cho xã hội. Nhưng khi mà nó được lan truyền thì cái hiệu quả thì chúng tôi tin rằng nó sẽ lớn hơn. 13 năm kinh nghiệm lái xe, nhưng 6 chai bia và rượu và phút chốc không làm chủ được mình đã cướp đi tính mạng của hai người phụ nữ và tương lai của cả những đứa trẻ. Và một lần nữa, tai nạn thương tâm này lại gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn cộng đồng. Trong phần tiếp theo của bản tin, một người thiệt mạng do sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực sông Tiền, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cùng đến với miền Tây, vùng đất có rất nhiều nông dân sẵn lòng dành hết đất đai của mình để làm chỗ cho chim trời trú ngụ. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Tại khu vực ven sông Tiền, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã khiến cho một người bị cuốn xuống sông thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra sạt lở, một người phát hiện căn nhà sắp bị nước cuốn trôi nên đã chi hô mọi người trong nhà chạy ra. Tuy nhiên thì một cụ bà 90 tuổi đã không kịp chạy ra ngoài nên đã bị nước cuốn cùng với một phần của căn nhà. Hiện trường sạt lở kéo dài khoảng 150m và chiều sâu vào đất liền gần 30m. Cơ quan chức năng đã khẩn trương di rời, bảo đảm an toàn cho người dân. Hiện hơn 43.500 hecta rừng U Minh Hạ ở Cà Mau rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng, gần một nửa diện tích có cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo dự báo thì vào mùa khô năm nay, nắng nóng dai dẳng, hạn hán khốc liệt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau yêu cầu các địa phương và đơn vị chủ rừng kiểm tra, hướng dẫn người dân có ý thức phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm soát chặt hoạt động mang nguồn gây lửa vào rừng. Vườn quốc gia U Minh Hạ được xem là vùng lõi của rừng tràm và cũng là nơi có nguồn tài nguyên than bùn quý giá, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn khách du lịch trong và ngoài nước. Cuối tuần vừa rồi thì đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện các cơn mưa khá lớn sau một chuỗi ngày dài nắng nóng. Với bà con nông dân thì đây là những cơn mưa vàng bởi nó phần nào làm giảm nhiệt cho các cánh đồng. Thế nhưng mà mùa này, nỗi lo thiệt hại do nắng nóng thì vẫn luôn thường trực đối với bà con. Những nông dân như ông Thông, ông Phú thường bón phân đón đồng khi lúa được 40 ngày tuổi. Đây là phần việc quan trọng nhằm giúp cây lúa phát triển, cho đồng to và năng suất cao. Thế nhưng không phải nông dân nào cũng biết nắng nóng đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phân hóa mầm hoa. Ý là mình nghĩ là thời tiết nắng là lúa nó có thể là nó không phát triển, mà trái lại sau năm nay có đồng là rất là sớm. Bởi nhiệt độ cao quá thì anh nông dân cũng ít đi thăm đồng. Sáng nông dân mình ra đồng thì khoảng 9 giờ thì mình vô mình nghỉ.
Trên thực tế, lúa đã làm đồng sớm hơn bình thường từ 3 đến 5 ngày. Với việc bón phân đón đồng trễ, cây lúa sẽ thiếu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nắng nóng còn làm cho phân bón bị thất thoát do bốc hơi nhanh và mực nước trên ruộng cũng khó duy trì. Bà con phải tăng lực bơm gấp 2 đến 3 lần so với năm trước. Thưa quý khán giả, do thời tiết nắng nóng, nông dân khó duy trì được mực nước trên đồng ruộng, cho nên cỏ phát sinh trên đồng rất là nhiều, chẳng hạn như tại cánh đồng này. Nếu như mà mình không đồng thường xuyên, không bón phân đầy đủ này nọ thì ảnh hưởng tới năng suất rất nhiều. Là bởi vì mình đón đồng nó trễ là tất nhiên cái lúa nó ít giá, thành ra cái hột nó ít, không đạt như năng suất ý mình muốn. Nắng nóng còn làm cho bộ rễ lúa kém phát triển, ảnh hưởng đến việc lấy dưỡng chất, hấp thu phân bón chậm hơn, ít hơn, dẫn đến không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn này. Nó bị ốm lúa rồi đó. Mình nóng cũng dữ lắm mà nóng thấy cái lúa không phát triển, mà nếu mà không cung phân, không xịt thuốc gì nó bồi dưỡng vô là cái lúa không thể nào phát triển được. Trước lúc bón phân đón đồng đó thì bà con có thể xử lý các chất kích kháng để nâng cao cái sức đề kháng của cây lúa và giúp cây lúa hấp thu dinh dưỡng và nước tốt. Đến nay, đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống khoảng 900.000 trên tổng số hơn 1.600.000 hecta vụ hè thu. Đây cũng là diện tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nắng nóng. Chính vì thế, ngoài các giải pháp kỹ thuật như bón phân đúng lúc, xử lý các chất kích kháng hay duy trì mực nước trên đồng hợp lý, lời khuyên của các chuyên gia là nông dân nên thăm đồng thường xuyên để có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường trên cây lúa. Với bà con nông dân thì đất đai vừa là tài sản, vừa là tư liệu sản xuất. Thế nhưng ở miền Tây, nơi được mệnh danh là vùng đất rộng thẳng cánh cỏ bay, vẫn có rất nhiều nông dân sẵn lòng dành hết đất đai của mình để làm chuyện không giống ai, đó là làm chỗ cho chim trời trú ngụ. Bởi vậy mà miền Tây có rất nhiều vườn chim lớn thu hút đông đảo du khách. Thì cái vườn chim cò này là đầu tiên bắt nguồn từ cha mẹ để lại, thì lúc đầu nó về tầm khoảng vài trăm con à, thì gia đình mới cố gắng để bảo tồn đó, thì từ từ nó về đến vài ngàn con, cho đến năm 2004 thì chim còi bắt đầu nó đẻ, đếm trên một mét vuông mình phỏng trên cái số mà lượng mình trồng cây đó, thì tầm cũng phải là 50-70 ngàn con, có thể nói là gần quá tải, cây cối thường hay chết, cho nên hàng năm á thì gia đình cũng phải bỏ từ 50 triệu đến 70 triệu đựng tiền để trồng cây mới. Bỏ cả 6 hecta đất đang có quê lợi để làm chỗ trú ngụ cho đàn cò suốt ngần ấy năm, lại phải tốn công, tốn của. Gia đình anh Thắng chỉ mong đất nhà mình mãi là đất lành, còn thu nhập thì tính đường khác. Nuôi con cá lóc, cá chê, rồi cá sặc bổi để mình bán, để mình lấy cái kinh phí để mình bảo tồn. Đến thời gian sau này thì mới mở cái điểm tham quan để cho khách gần xa đến tham quan. Ngoài cái dịch vụ mà mình đi xem chim cò, tảo chim thì còn dịch vụ tôm, cua, cá, ngoài ra thì có cái dịch vụ là câu cá, giải trí. Có những cái đàn á, nó cả ngàn con. Nó bay về, nó lượn xung quanh một vòng vườn, nó đáp xuống. Rồi nó tìm nơi cái tổ của nó, trú ngụ. Thì mình thấy đó là một cái niềm vui của mình rồi đó. Cũng không có nghĩ nhiều về cái lợi ích kinh tế. Chủ yếu là cái đam mê. Con cò nó bị người ta bán rồi. Nó bị người ta bán gãy cái cánh nè. Uổng nhất á là cái bầy con của nó. Nó không chăm sóc được bầy con nó thì trên tổ đó nó chết. Không đặt nặng chuyện tiền nông, chỉ nặng lòng với đàn chim trời. Anh Thắng đang mở rộng vườn cò thêm hết khu đất này lên thành 10 hecta. Cũng đôi lần nhớ đến câu xúc tép nuôi cò, nhưng rốt cuộc thì anh Thắng vẫn tin những cánh chim vô định sẽ chọn nơi này làm tổ ấm. Cũng có sự lo lắng nhưng mà suy nghĩ là nhất định nó sẽ ở, nó cùng với mình, tại vì mình đã có cái lòng với chim cò thì suy nghĩ nó cũng phải không phụ tấm lòng của mình đâu. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.